các trường hợp di rời khẩn cấp nhà trung cư. Chính phủ ban hành Nghị định số 98-2024-NDCP ngày 25 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư. Trong đó, Nghị định quy rõ các trường hợp di rời nhà trung cư. Theo đó, các trường hợp di rời theo phương án bồi thường, tái định cư bao gồm 1. Nhà trung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di rời khẩn cấp chủ sở hữu, người sử dụng nhà trung cư. 2. Nhà trung cư bị hư hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ kết cấu chịu lực chính của công trình. Và có một trong các yếu tố sau đây, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện, giao thông nội bộ không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng cần phải phá rỡ để bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà trung cư và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị. 3. Nhà trung cư bị hư hỏng một trong các kết cấu chính của công trình sau đây. Móng, cột, tường, dầm, xa không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa thuộc trường hợp phải phá rỡ theo quy định tại điểm 1. Điểm 2 nhưng thuộc khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với nhà trung cư thuộc trường hợp phải phá rỡ quy định tại 3 theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.